Conan, một bộ manga anime được biết đến với thể loại trinh thám và những nội dung xoay quanh câu chuyện giết người với đủ các kiểu lời giải hóc búa. Có những cái chết tức tươi, nhưng cũng có những động cơ khiến độc giả lặng người khi không chỉ trách họ lầm đường, mà còn trách cuộc đời đã quá tàn nhẫn khi đã đẩy họ lạc lối bởi lòng hận thù. Như trong vụ án bản Sonata Ánh Trăng, có lẽ cái chết của Seiji đã trở thành sự bất lực và dằn vặt Conan mãi về sau, dù vụ án đã khép lại. Thế nhưng sẽ ra sao nếu hung thủ giết người vì những hiểu lầm ngớ ngẩn, khiến người xem nghe xong thực sự rất ủa alo bởi những lý do trở ở đất hỡi, vừa thiếu thuyết phục, vừa kéo mạch chuyện dài ra không đáng có. Đó là những động cơ nào? Hãy cùng Anime Rewind tìm hiểu về những động cơ vô cùng nhảm nhí trong series Conan hơn cả ngàn cháp kéo dài gần 30 năm qua này nhé. Tin chuẩn cho anh em đủ idol, nay Sama Shop đã có mặt tại Lazada, Shopee và TikTok Shop. Để các bạn có thể dễ dàng sắm cho mình những tấm poster chất lượng từ Sama Shop, nay chỉ cần click vào link mua sắm bạn thích ở phía dưới rồi áp mã giảm giá. Vậy là các bạn đã có thể đu idol thành công rồi. Số lượng mã giảm giá có hạn. Nhanh tay nhé! Mở đầu trong danh sách ngày hôm nay chính là một vụ án đã từng được chúng mình nói riêng trong hồ sơ vụ án với tựa đề Buổi họp phán chết chóc. Và đúng với cái tên của mình, nó là một chuỗi liên tiếp những vụ án người chết mất xác. Bắt đầu bằng chuyến đi đến một ngôi nhà trọ treo leo trên đồi, nơi đây hội tụ toàn những nhân vật có niềm đam mê bất diệt dành cho Sherlock Holmes. Như cá gặp nước, ở đây Conan lại có dịp hòa cùng với những người có chung sở thích. Riêng chỉ có mình ông bác nhà ta là bị bài xích bởi Mori không có cùng sở thích với họ. Nhưng cũng nhờ đó, người xem mới có dịp chứng kiến hai vụ án kinh hoàng liên tiếp xảy ra, với động cơ cũng xuất phát từ lòng yêu mến Sherlock Holmes, nhưng yêu mến một cách biến thái và bóp méo đi hình tượng của một fan chân chính. 9 người 10 ý, nhưng có lẽ hung thủ lại không nghĩ như vậy, khi ra tay giết liên tiếp ông chủ nhà trọ và tấn công một người khác, vì bọn họ dám phát hành quyển sách nói về những phán đoán sai của Sherlock Holmes, và vì là một fan cuồng, anh không thể chấp nhận được điều này. Nói đến đây khi nghe xong lý do thì chán luôn, chỉ vì một thần tượng không có thật lại sẵn sàng giết luôn cả người yêu mình. Ở thế giới của chúng ta, đây không chỉ là hành động đáng để lên án, mà đây cũng chính là hình tượng fan cuồng khiến người ngoài cuộc không khỏi bài xích. Suy cho cùng thì đam mê và theo đuổi đam mê sở thích vốn không có gì là sai, nhưng để mà nghiện và sa vào những thứ không có thật rồi đánh mất đi nhân tính là dở rồi. Thử lòng người yêu chắc có lẽ là một trong những trò chơi mạo hiểm khi chỉ cần đối phương chọn sai thôi thì xác định ăn chọn luôn combo tìm hiểu thêm trên mọi loại mạng xã hội, kèm theo câu nói anh chạm thương em. Những tưởng đó chỉ là vấn đề bất bình thường của các cặp đôi yêu nhau, thế nhưng trong series Conan, đó lại là một trong những nguyên nhân khiến cô gái suýt bỏ mạng bởi hành động thiếu suy nghĩ. Tạm bỏ qua món cơm chó đến từ nhà Mori và Kisaki trong vụ án giết người khi lặn biển, trường hợp lần này xoay quanh một nhóm bạn trẻ là Kiwako, Harumi và Masahiko. Trong khi giữa Kiwako và Masahiko là thanh mai trúc mã và sắp tới đây họ sẽ làm đám cưới, thì Harumi và Masahiko lại là anh em không cùng huyết thống. Tuy nhiên kể từ khi trở thành anh em, Harumi lại đem lòng thích Masahiko. Nhưng khi chứng kiến cảnh cậu cùng Kiwako yếu đương, cũng như việc cô luôn tỏ ra là mình hiểu về Masahiko, khiến Harumi bắt đầu nảy sinh lòng đố kỵ. Đỉnh điểm là khi sắp cưới, Kiwako lại nhờ cô giúp mình thử lòng Masahiko. Vì vậy Harumi đã lợi dụng trò thử lòng này để ra tay giết luôn Kiwako, như một cách giành lại người anh trai không cùng huyết thống của mình. Vốn được biết hung thủ là tình đơn phương, nên hành động này mang đậm sự ích kỷ và tính chiếm hữu một cách thái quá. Trong khi đó, vốn được biết cả Kiwako và Masahiko có tình cảm khá thâm thiết, nhưng việc cô muốn giả đuối nước để thử lòng người bạn trai không biết bơi của mình thì thực sự rất ba chấm. Khi Masahiko vốn không biết bơi mà nhảy xuống cứu cô thì có thể cậu sẽ chết, nhưng nếu không cứu thì chắc chắn mối quan hệ giữa bọn họ cũng sẽ chết. Trong khi đó, hành động giết người và không muốn nhường anh trai cho bất kỳ ai khiến chúng mình nhớ đến một vụ án có thật từng xảy ra vào năm 2019. Dù mối quan hệ có chút khác, khi tên hung thủ và anh rể vốn có mối quan hệ vụng trộm, tuy nhiên người này đề nghị muốn chia tay, dù đã vấp phải sự phản đối của tên hung thủ. Thế nên ngay sau đó với ý định độc chiếm anh rể, cô ta đã không ngần ngại bỏ kali cyanua vào trà sữa, với ý định đầu độc chị họ. Một hòn đá đủ để làm vỡ một tấm kính, một giây đủ để phải lòng người khác, và một câu nói đủ để làm tàn nát một trái tim. Trong khi đó ở thế giới của thần chết Conan, một từ cũng đủ để làm nên một vụ án giết người hàng loạt, gây ra cái chết cho 3 người với cách thức đu dây, lấy cảm hứng từ một yêu quái có tên gọi là Jorogumo. Nguyên nhân xuất phát từ khác biệt ngôn ngữ Mỹ và Nhật, vốn cả hai người bọn họ đem lòng yêu nhau và trao đổi bằng chữ Latin. Nhưng khi ngày Robert trở về nước, anh đã viết bằng chữ tiếng Anh Shine như một cách bày tỏ tình cảm với Misa, với ý nghĩa xem cô như ánh sáng của đời mình.
Thế nhưng Misa lại hiểu lầm rằng từ shine khi đọc theo phiên âm của tiếng Nhật có thể thành shine, có nghĩa là chết đi. Cùng với áp lực vốn có từ gia đình và sự hiểu lầm từ người mà mình yêu, Misa ngay sau đó đã tự sát. Tuy nhiên, Robert lại không hề hay biết chuyện gì, đã thế còn cho rằng cái chết của Misa liên quan đến bố cô. Kể từ đó khi trở lại Nhật, anh đã lập kế hoạch ra tay giết những người trong gia đình có liên quan đến cái chết của người mình yêu, trong đó bao gồm cả những thành viên vốn chẳng liên quan như Negishi hay Kazuha, cũng bị lôi vào cuộc chỉ vì Negishi dám buông lời nhục mạ thân phận của Misa và Kazuha thì vô tình phát hiện ra viên đạn giả của anh. Vốn ngay từ đầu, tình yêu và rào cản ngôn ngữ khiến Misa hiểu lầm mà tìm cách tự tử. Khi ấy lỗi chẳng thuộc về ai, có trách thì chỉ biết trách bọn họ dùng sai phông chữ. Tuy nhiên vì hiểu lầm mà ra tay giết hai người thì lỗi sai chắc chắn thuộc về tên hung thủ vì báo thù mà mất đi nhân tính. Việc một bộ phim đang đà nổi tiếng, nhưng khi cho ra mắt phần tiếp theo, những diễn viên cốt cán thứ níu kéo người xem khi đi qua đến season sau bỗng nhiên bị thay đổi. Điều này chắc hẳn dễ khiến ít nhiều người xem nảy sinh cảm giác khó chịu. Nhưng thay vì chọn cách ngừng theo dõi, thì đây lại là một trong những lý do giết người nhảm nhí tiếp theo trong series Conan. Trong vụ án Golden Apple, Hiran cùng Shinichi và Yukiko có dịp đến New York và tham dự buổi hòa nhạc. Giữa một buổi biểu diễn mang đậm tính thần thoại và hành trình các vị thần tìm ra người xứng đáng có được trái táo vàng, thứ dành cho người đẹp nhất. Để rồi khi người được chọn là nữ thần Aphrodite, được thủ vai bởi Rose, cũng vì thế mà xảy ra trận chiến thành Troy. Tuy nhiên vở nhạc kịch này lại biến tấu một chút, khi cho nhân vật đứng ra chọn người có được quả táo khi ấy là hoàng tử thành Troy, lại chính là một thiên thần. Để rồi khi bức màn sân khấu được kéo xuống, người đảm nhận vai thiên thần này vốn đã có dự định sẽ rời bỏ vở kịch và tham gia đóng một bộ phim khác. Và đây có lẽ sẽ là một buổi diễn vai thiên thần cuối cùng của anh. Tuy nhiên, Rose không thể chấp nhận được việc đó, khi cô đã chót yêu vai diễn thiên thần của anh và càng không chấp nhận người khác thế vai anh ấy, nên hung thủ đã ra tay giết luôn bạn diễn, khép lại cuộc đời ngắn ngủi của anh. Lửa có lẽ là một trong những phát minh vĩ đại nhất lịch sử loài người, là cột mốc đánh dấu sự phát triển của nhân loại. Tuy nhiên, nó như một con dao hai lưỡi, khi một mặt giúp con người sưởi ấm nấu chín thức ăn, mặt khác lửa cũng chính là thứ có thể thiêu rụi và nhấn chìm tất cả mọi thứ chỉ trong tích tắc, bao gồm cả món cơm bóng đêm của cậu bé. Và trong vụ án Red Horse, hung thủ đã dùng cách tương tự, phóng hỏa hàng loạt 3 ngôi nhà khác nhau, gây nên cái chết cho một người và để lại hiện trường một con ngựa màu đỏ như đang khiêu khích cảnh sát. Nhưng tưởng hắn ta là một tên có mối thù sâu sắc với cảnh sát, nên mới có đủ lòng dũng cảm để đốt cháy tận 3 ngôi nhà ở 3 quận khác nhau nhằm thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, đến vụ cháy cuối thì sự thật mới được đưa ra ánh sáng. Và vụ án lần này vốn xoay quanh một ngôi nhà toàn những thành phần bất hảo như thầy bói với thầy phong thủy. Tuy làm về tâm linh nhưng họ lại rất thích đùa. Bà thầy bói dùng máy nghe lén để phục vụ việc phán đoán, còn ông thầy phong thủy thì lại lấy cớ đến nhà để thực hiện phi vụ ngoại tình. Và trong khi đó, đến cả ông chồng làm bác sĩ tâm lý cũng mượn tay vụ cháy đầu tiên xảy ra ở quận 1 để đốt nhà chính mình vì muốn được xây bệnh viện riêng. Trong khi vợ lão lại vô tình phát hiện ra kế hoạch ngốc nghếch này mà đòi ly hôn gã, khiến lão chồng quyết định đốt luôn cả ngôi nhà và thiêu luôn người vợ. Người ta nói rằng rảnh rỗi thì sinh độc nổi, và đó có lẽ đã ứng với lý do được hung thủ đưa ra khi tấn công một người đi đường trong vụ án tìm dấu mông, khi người làm chứng chính là lũ nhóc thám tử nhí. Đây có lẽ là một trong số ít vụ án mà từ hung thủ đến cách thức gây án cũng ngây ngô không kém gì cái tên. Khi vốn chẳng quen biết gì nhau, nhưng có lẽ giống với việc nhìn ra trời nắng thì muốn nghỉ việc, thì tên hung thủ lại muốn gây án trong tiết trời gió mùa đông bắc ùa về cùng với những cơn mưa. Khi bị bắt, tên hung thủ đã từng khai rằng bản thân chỉ muốn thay đổi cuộc sống nhàm chán của mình, thế nên gã mới nảy sinh ra ý định tấn công nạn nhân nhằm thu hút sự chú ý của gian cư mận. Và cũng vì ngẫu hứng muốn gây án, nên sau khi đâm nạn nhân rồi bỏ chạy, hắn vốn cũng chẳng có một kế hoạch nào cụ thể, nên tên hung thủ cũng đã bị tóm ngay sau đó. Dù trên hành trình phá án, phía cảnh sát không mất quá nhiều thời gian kể từ lúc triệu tập đến xét xử. Tuy nhiên, đây có lẽ là một trong những tập vô cùng mất thời gian để xem, khi một vụ án quá chóng vánh và một tên hung thủ quá phè. Một ngôi sao truyền hình như vợ anh, biết chồng mình còn cắt tóc ở chỗ bạn gái cũ, chắc sẽ tức lắm đấy. Một lời thoại thế này thì cứ ngỡ chỉ xuất hiện trên phim truyền hình, dưới vai diễn của một trà xanh nào đó, thì nay nó lại có mặt ngay trong chính series Conan, cùng với cách thức giết người tàn bạo. Kèm một lý do như hồi chuông cảnh báo mấy anh sắp có vợ, thì tốt nhất nên sớm tuyệt mệnh với bạn gái cũ đi nhá. Chuyện xuất phát từ khi bọn họ quen nhau đến những cuộc cãi vã kéo dài chẳng thể hàn gắn, và rồi khi gặp lại, anh đã sớm quen người mới, đã thế còn lại là một người nổi tiếng. Cả hai tiến triển tốt đến mức đính hôn rồi chuẩn bị kết hôn.
Điều này khiến hung thủ ghét cay ghét đắng vợ sắp cưới của người yêu cũ vì cô cho rằng cô ta đã cướp anh khỏi cô. Vốn khi còn yêu thể non hẹn biển, hứa hẹn đủ điều và lúc trở thành thợ cắt tóc, hung thủ còn từng hứa rằng sẽ dành cả thanh xuân để cắt tóc cho người yêu. Tuy nhiên, điều không ngờ rằng khi đến khi chia tay, anh vẫn quay lại chỗ cô và yêu cầu hung thủ cắt tóc theo ý của người yêu mới. Điều này vô tình khiến hung thủ nảy sinh lòng đố kỵ, bỏ chẳng đành mà ở lại cắt tóc cho anh theo ý người khác. Thực sự khiến cô không chịu nổi, nên hung thủ đã giết luôn anh để khỏi có ai phải đụng vào tóc anh nữa ngoài cô. Những cuộc cãi vã hay chỉ đơn giản là tính cách đối lập thường là một trong những lý do khiến một mối quan hệ rạn nứt. Và khi nhận ra việc mình cảm thấy không phù hợp hay đơn giản là không chịu được tính cách của đối phương thì người trong cuộc thường sẽ có xu hướng kết thúc mối quan hệ. Hoặc có thể là chọn cách ly thân như ông bác Mori, vừa cho nhau thời gian suy nghĩ, vừa tạo cơ hội để họ nhìn nhận đối phương trước khi thực sự kết thúc một mối quan hệ quan trọng. Tuy nhiên trong các vụ án Conan, tác giả lại không làm như vậy, khi ông cho điều này thành lý do để người chồng giết vợ. Trong thời kỳ thai nghén, người vợ liên tục có những triệu chứng buồn nôn và mệt mỏi, đôi khi đó còn là tính cách cáu gắt bất thường do sự thay đổi của cơ thể. Tuy nhiên người chồng lại chẳng nhận ra, mà trái lại còn nổi lên ý định muốn sát hại vợ của mình với lý do không chịu được tính khí của cô. Trong khi đó, cô vợ là một người tinh tế đến mức biết chồng nhóm máu hiếm nên đã âm thầm nhắn cho những người bạn của anh, mong họ chú ý đến sức khỏe của anh trong những chuyến đi chơi. Đồng thời, cô vốn đã phát hiện ra ẩn tình sâu xa của cô đồng nghiệp cấp dưới khi liên tục mượn cớ nhắn tin công việc nhưng lại hành động một cách lén lút. Tuy nhiên thay vì giằn mặt tiểu tam, cô lại chọn cách nhẹ nhàng giải thích, khiến cô kia rén mà cũng biết thân biết phận không làm phiền họ nữa. Tuy nhiên người chồng lại không hề hay biết điều này, mà trái lại còn hiểu lầm rằng vợ của mình là người ích kỷ và nghĩ cô chính là lý do khiến những mối quan hệ xung quanh dần rời xa. Để rồi anh đã quyết định ra tay kết thúc người vợ vì cô đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Đây có lẽ là vụ án có động cơ khá cụ thể. Tuy nhiên khi nhìn ở khía cạnh là một người chồng tự nhận là yêu thương vợ, luôn nghĩ cho cô nhưng lại không hiểu tính cách của cô, cũng không nhận ra sức khỏe của vợ mình gặp vấn đề, điều này thực sự là dấu hỏi lớn về bổn phận làm chồng của hung thủ. Cuối cùng dù có vợ đã bình an và người chồng cũng đã hối hận, thế nhưng điều quan trọng ở đây là ý định giết vợ của hắn. Bởi lẽ đó mà về sau chính Haibara cũng thừa nhận không thể tha thứ được cho hành động của người chồng. Điện thoại, biển cả và tôi có lẽ là lời tỏ tình hay nhất sau màn thổ lộ của Shinichi dưới tháp Big Ben ở chap 752. Được biết câu nói này xuất phát từ tiêu đề của một cuốn tiểu thuyết đang rất thịnh hành ở thế giới Conan và tác giả tạo ra nó chính là một tiểu thuyết gia vốn hết thời. Nhưng nhờ cô trợ lý mới tuyển vào năm ngoái mà danh tiếng bỗng chốc được săn đón nhờ vào cuốn Điện thoại, biển cả và tôi. Nhưng đây cũng là lúc báo đài bắt đầu đặt nghi vấn về mối quan hệ giữa bọn họ. Với những tiêu đề được giật đít như nghi ngờ ngoại tình khiến gia đình của ông tiểu thuyết gia lục đục nội bộ. Tuy nhiên, sự thật lại khác xa hoàn toàn khi nhà văn liên tục có ý với cô nhưng đáp lại ông chỉ là sự từ chối. Trong khi đó, người có công lớn nhất trong cuốn tiểu thuyết đang nổi hiện nay hầu hết đều thuộc về cô trợ lý, từ lên ý tưởng đến quá trình thực hiện. Tuy nhiên, được hỏi tại sao cô lại làm điều đó và nhập tâm vào câu chuyện đến vậy thì đáp lại ông chỉ là câu nói, sau này anh sẽ hiểu. Tuy nhiên khi ấy ông lại từ chối hiểu mà suy đoán rằng cô từ vai trò quản lý đang âm thầm muốn loại bỏ và chiếm lấy hết tất cả mọi thứ của ông từ danh tiếng đến tiền bạc. Thế nên với tin tức tiểu thuyết gia ngoại tình xuất hiện dày đặc trên các mặt báo, càng khiến ông nung nấu ý định giết cô. Tuy nhiên, tất cả chỉ là do tiểu thuyết gia này tưởng tượng. Thực chất 20 năm trước, người trợ lý ấy từng là fan của ông và việc cô lớn lên trở thành trợ lý của người mình ngưỡng mộ, đó có lẽ là ước mơ nhỏ của cô. Bởi vậy, được làm việc cùng và lên ý tưởng cho bộ truyện khi bé từng ao ước, có lẽ càng khiến cô trở nên nhiệt tình. Thế nhưng điều cô không ngờ lại là người tiểu thuyết gia ấy vốn cũng chẳng có tài năng gì mà lại có thêm tính lăng nhăng. Vì vậy, khi gặp một người trợ lý xinh đẹp giỏi giang như cô, càng khiến ông có tật giật mình, tự ảo tưởng cô cùng với tài năng ấy sẽ cướp đi tất cả của bản thân, nên mới đưa quyết định ra tay tàn độc với một người từng là fan nhí của mình. Từ lâu có một luật bất thành văn khi đăng ảnh nhóm lên các trang mạng xã hội, đó là Facebook ai thì người đó xinh. Và đôi khi việc trở nên xinh đẹp trên mạng quan trọng đến mức khiến người ta sẵn sàng bỏ cả tiếng chỉ để chỉnh bức hình chưa vừa mắt. Hay thậm chí trong thế giới Conan còn có hẳn một lý do giết người liên quan đến việc selfie trong vụ án tình bạn trôi xuống lòng sông. Khi câu chuyện xoay quanh ba chị em thân thiết cùng tham gia một cuộc thi liên quan đến ảnh, thế nhưng trong quá trình đó, một trong ba người họ đã dùng tài khoản ẩn danh bình luận những lời ác ý vào ảnh của đối phương. Đồng thời, vốn lúc trước khi cả ba tham gia cuộc thi đã hứa với nhau dù ai chiến thắng, giải thưởng cũng sẽ thuộc về mọi người. Tuy nhiên trong đó lại có một người luôn âm thầm muốn độc chiếm và giành chiến thắng cuộc thi. Đến lúc này, bọn họ bỗng chốc hóa chị em tương tàn,
khi một người liên tục chê bai tấm ảnh của người khác, còn một người thì lập kế hoạch khiến đối phương phải im lặng mãi mãi. Và động cơ thực sự chỉ có vậy. Tuy nhiên, hành động chụp hình trước khi ăn và dành nhiều thời gian cho điện thoại trong những buổi tụ họp bạn bè như ba nhân vật trong Conan vốn không hiếm. Đồng thời, trường hợp từ chị em chỉ vì tấm ảnh có thể hóa thành chị em tương tàn hoàn toàn có thể xảy ra. Tuy nhiên, để dùng nó làm động cơ giết người thì thực sự rất thiếu thuyết phục. Cũng như thủ pháp giết người dù được hung thủ miêu tả là gần như hoàn hảo, thế nhưng chỉ mất chưa tới 15 phút để Conan phá giải vụ án, hay thậm chí người xem có thể nhận ra hung thủ ngay trong quá trình thẩm vấn. Điều này càng khiến chúng mình hoài nghi về thể loại trinh thám trong Conan. Và đó là 10 trong số những tập phim mà chúng mình cho là có động cơ vô lý nhất. Suy cho cùng, thì dù Conan đi đến đâu thì lại có án mạng ở đó. Nhưng đôi khi mọi thứ phi thực tế đến mức người xem không khỏi hoài nghi về nhân tính của con người, khi chỉ mỗi kiểu tóc cũng có thể trở thành nguồn cơn khiến người ta sẵn sàng xiên nhau. Còn anh em có cảm nghĩ gì về video, cũng như có lý do nào vô lý mà chúng mình chưa liệt kê hết, hãy bình luận xuống phía dưới nhé. Nếu thấy hay, nhớ để lại một like và một share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe, kèm theo nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những video sau. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. See ya!